Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc tổ chức lễ hội đền Gian Loan, chùa Biện Sơn Xuân Giáp Thìn năm 2024. Đền Gian Loan là nơi phụng thờ đức thánh Nguyễn Khắc Khoan, một vị tướng đã có công lớn với địa phương trong thời kỳ hậu Ngô. Chùa Biện Sơn nằm cách đền Gian Loan khoảng 300 mét về phía bắc. Đây là công trình kiến trúc Phật giáo đặc sắc với nhiều phò tượng Phật cổ. Hiện nay, các công trình trong khuôn viên chùa Biện Sơn đã được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử và du khách chùa đã được xếp hạng di tích quốc gia năm 1994. Lễ hội Đền Gia Loan, chùa Biện Sơn được thể hiện qua hai phần lễ và hội. Phần lễ được diễn ra với lễ dứt kiệu, tế lễ, dân hương. Phần hội bao gồm biểu diễn, giao lưu văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian như phi tiêu, bắt vịt, đập niêu, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.